Aizno quyết tâm nâng mũi vì điều gì? Chủ nhân bản hit đình đám ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Em đi diễn cũng nhiều, em lên MV cũng rất là nhiều. Cái dáng mũi mà không như ý mình muốn thì em cảm thấy rất là tự ti. Hình ảnh của mình xấu, chắc chắn là khán giả sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Từ lúc mà mình nâng mũi xong thì công việc của mình cũng phát triển hơn. Cái điều mà mình tự hào nhất là sự tự tin, kể cả trên sân khấu hay là quay MV. Cảm thấy mình có thể show mọi thứ ra một cách trọn vẹn. Còn trước đây thì mình không dám đâu, lúc nào mình cũng chỉ quay đúng một góc mặt. KOL9X đến từ Cần Thơ. Mình có đi coi thầy thì thầy bảo là đường hậu vận của mình sẽ hanh thông hơn nếu như mà chiếc mũi của mình được nâng lên. Từ đó mình sẽ có thêm nhiều cơ hội và cũng như mình sẽ có thêm nhiều bước tiến mới. Và thấy công việc ổn định hơn. Từ ngày mà bắt đầu mũi gom một form thì em thu lại nhiều hơn. Và đặc biệt các bạn trên TikTok khen mình rất là nhiều, khen mặt mình nó sang hơn hồi xưa rất là nhiều. Cảm thấy cuộc đời của mình sẽ mở ra một chân trời mới. Nàng phụ tá và câu chuyện yêu xa 2 năm. Em với người yêu em thì yêu xa đã hơn 2 năm nay rồi. Em thì rất là tự ti với cái mũi của em. Em thường là không có quay hết mặt, nâng mũi để có thể tự tin hơn khi gọi video hoặc là em đối diện với người yêu. Em thấy bản thân mình tự tin hơn rất là nhiều. Mỗi lần mà em video call với người yêu thì người yêu vẫn chưa biết là em nâng mũi. Tại vì em cũng tự thấy là cái mũi của em nhìn rất là tự nhiên. Thì người yêu em chỉ nói là dạo này nhìn xinh hơn. Em thấy rất là vui. Nữ diễn viên từng sửa mũi hỏng 2 lần. Thật sự là em cũng rất là lo sợ là cái khuyết điểm của mình sẽ làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của vợ chồng. Nếu mà mình không có giữ được cái vẻ đẹp thì sẽ cũng có nguy cơ là mất chồng. Thì sau khi mà nâng mũi tại Aizno thì cái dáng của mũi của mình được cải thiện rất là nhiều. Khi mà mình sánh bước cùng chồng trong những cái sự kiện, những cái cuộc họp mặt công ty thì mình cũng cảm thấy là chồng mình có thể hãnh diện hơn, mình cũng tự tin hơn. Cô gái sắp bước qua tuổi 20. Hàng xóm, bạn bè, họ hàng con chơi em là mũi em khá là tẹt. Thì nhìn lại mình thì cũng thấy tự ti. 20 tuổi trở đi em muốn là thay đổi cái diện mạo của mình để cho mình trở nên xinh đẹp và sự nghiệp và tình cảm này sẽ tiến triển hơn. Khi em ra đường thì em cảm thấy tự tin và không còn buồn phiền vì những lời chê bai của mọi người xung quanh nữa. Về tình cảm của em thì có vẻ tiến triển hơn. Em với anh người yêu quen lâu năm của em thì thành vợ chồng với nhau. Thì hiện giờ là em có một baby. Còn động lực nâng mũi của bạn là gì? Hãy chia sẻ cùng Aizno. Aizno chuyên sâu nâng mũi.